Max xin chào anh chị. Ecomax xin giới thiệu tới anh chị sản phẩm máy ép chậm đến từ thương hiệu Magic với mã sản phẩm AC132. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào nhé. Sản phẩm sẽ được bảo quản ở hai lớp hai bên. Kèm theo đó là lớp ni lông để bảo vệ trong quá trình vận chuyển. Sản phẩm sẽ được đi kèm là hướng dẫn cùng với phiếu bảo hành. Cùng với đó có một bàn chải để chị cọ rửa trong quá trình vệ sinh. Đây là phần nắp. Máy có hai cốc, một cốc để đựng bã và một cốc để đựng nước. Đây là phần thanh nhồi. Máy sẽ có là vỏ làm bằng nhựa cao gấp với hai đầu ống, một phần đầu để ra bã và phần để ra nước. Máy sẽ có dây là dây liền cùng với nút cơ bên. Với nút cơ sẽ dễ dàng sử dụng. Để đặt mua sản phẩm hoặc cần thêm về thông tin gì, anh chị liên hệ hotline bên trên để được hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn.